Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa tổ chức phá thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng cùng với tang vật là 30kg ma túy đá. Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Nông Thị Lan Thùy sinh năm 1983, Nông Thanh Tới sinh năm 1987, cùng quê tỉnh Lạng Sơn và Lý Thị Vang sinh năm 2002, quê tỉnh Thanh Hóa. Cả ba bị lực lượng công an bắt giữ khi đang thực hiện vận chuyển trái phép 30kg ma túy đá trên xe ô tô biển kiểm soát 12C01710073 di chuyển theo hướng Lạng Sơn Đồng Đăng. Đây là vụ vận chuyển ma túy có số lượng đặc biệt lớn. Các đối tượng liên lạc và thực hiện hành vi hết sức tinh vi, khép kín, gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của các cơ quan chức năng. Việc đấu tranh thành công chuyên án thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm của lực lượng công an Lạng Sơn trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tập trung phá chuyên án và bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng, bao gồm Trần Đình Quân, 42 tuổi, Trương Việt Hoàng, 25 tuổi, cùng quê Nghệ An và Vương Quang Hiệp, 38 tuổi, quê thành phố Hà Nội. Tất cả đều liên quan đến vụ việc cho vay lãi nặng và có hành vi khủng bố tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Quân là người cầm đầu cốt cán, Hoàng và Hiệp là những người giúp sức tích cực trong đường dây cho vay lãi nặng. Thủ đoạn của nhóm này là giả lập việc cầm cố, thế chấp xe ô tô, thế chấp sổ đỏ để vay tiền. Riêng Quân với vỏ bọc là người kinh doanh bình thường và hay làm từ thiện, nhưng thực chất là âm thầm chỉ đạo Hoàng thay mình điều hành đường dây. Hoàng và Hiệp sẽ đứng ra thực hiện các giao dịch cho vay cũng như thu hồi nợ. Nhiều con nợ đã bị nhóm này đánh đập, uy hiếp, thậm chí là đe dọa cả người thân với mục đích thu hồi nợ bằng được. Đáng nói hơn, nhóm này còn nắm được thông tin kinh doanh của con nợ. Khi đến hạn con nợ chưa trả được tiền thì đánh đập, ép buộc, bắt phải ghi giấy gán nợ cho một người khác không liên quan. Số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cả 3 đối tượng để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc. Đốt pháo hoa sáng trên xe ô tô Jeep rồi điều khiển xe chạy quanh, sau đó dùng côn nhị khúc múa làm náo loạn tại một ngã tư trước trung tâm thương mại. Và với hành vi này, vào chiều tối ngày hôm qua, đối tượng Dương Công Hiệu sinh năm 1977, trú tại phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá bắt tạm giam 2 tháng về tội gây rối trật tự công cộng. Khoảng 6 giờ ngày 25 tháng 1, Hiệu điều khiển xe ô tô Jeep biển số 65A02599, trên xe để 4 viên pháo sáng, chạy đến một ngã tư trong trung tâm thương mại Rạch Sỏi đốt rồi lái xe chạy vòng tròn gây náo loạn. Sau đó, Hiệu lấy côn nhị khúc đứng giữa ngã tư múa võ, làm mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến người đi đường qua lại, cũng như người dân sống và làm việc gần đó. Trước đó, Hiệu cũng từng thực hiện hành vi này và đã được mọi người nhắc nhở, nhưng Hiệu vẫn phớt lờ và cho rằng việc làm khác người này khiến đối tượng cảm thấy rất vui. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Vâng, thưa quý vị, chấp hành nghiêm pháp luật giao thông là trách nhiệm của tất cả mọi người. Tuy nhiên, không ít người lại cố tình tìm mọi cách né tránh các chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự. Chỉ từ suy nghĩ đơn giản là lập nhóm Zalo để các thành viên trong nhóm cùng chia sẻ thông tin về vị trí các chốt kiểm tra, rồi tìm cung đường khác hoặc là tìm cách đối phó với lực lượng chức năng. Trên thực tế, đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các hành vi gây mất an toàn giao thông. Khoảng tháng 1 năm 2024, thông qua các biện pháp trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện có 2 nhóm Zalo mang tên Lái xe Đất Tổ và Lái xe Văn Minh, trong đó đưa ra nhiều thông tin có liên quan đến vị trí các chốt cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần kịp thời có biện pháp ngăn chặn để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai các biện pháp xác minh nhằm xác định trưởng nhóm, phó trưởng nhóm và các thành viên. Cái việc mà các đối tượng mà lập các nhóm để trên mạng xã hội để đưa tải, đăng tải các thông tin mà không được cho phép của cơ quan nhà nước, thì này nhiều người suy nghĩ một cách rất là bình thường, nghĩ đơn giản nó chỉ là cái hành vi nó đơn giản là đưa lên mạng xã hội thôi. Thì tuy nhiên là
chúng tôi cũng cảnh báo rằng cái việc đăng tải những cái thông tin mà ví dụ như là những cái chốt giao thông đền vụ rồi cảnh sát đền vụ trong thời gian vừa qua, thì cái việc đó là để xác định là nó là hành vi vi phạm pháp luật và được quy định trong nghị định xử phạt vi phạm chính. Cái đề nghị người dân là cũng phối hợp để cung cấp thông tin trong công tác phòng ngừa đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật này. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, tập trung lực lượng xác minh, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng công an đã làm rõ Phan Quốc Khánh, sinh năm 1986, trú thành phố Việt Trì, chính là người đã tạo lập nhóm Zalo có tên Lái xe đất tổ và Lái xe văn minh. Tham gia quản trị các nhóm trên còn có Trần Thị Thùy Dương, trú tại thành phố Việt Trì. Tính đến thời điểm bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện, nhóm lái xe đất tổ có khoảng 722 thành viên và nhóm lái xe văn minh có khoảng 695 thành viên. Tôi đã dùng tài khoản Zalo có tên là Khánh Kenny lập ra nhóm lái xe đất tổ và lái xe văn minh. Trong quá trình tôi tham gia giao thông, biết các điểm và các chốt của các lực lượng giao thông và lực lượng trật tự làm việc, tôi né tránh. Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng xuất hiện nhiều nhóm kín chia sẻ thông tin vị trí làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông. Mặc dù các đối tượng đã tìm nhiều biện pháp để tránh việc bị phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng như sử dụng các từ lóng như là ngửi mồm, bắn chim, đo chân, để chỉ việc đo nồng độ cồn, bắn tốc độ của lực lượng cảnh sát giao thông, nhưng tất cả các nhóm trên đều bị phát hiện và xử lý. Cái hành vi này sẽ là, thứ nhất nó sẽ là gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thứ hai, những hành vi này là dẫn đến việc là né tránh thì sẽ đi vào những cái đường nhánh, đường bé, hoặc là vì tự tin là đã biết được cái lực lượng chức năng làm ở đâu rồi thì sẽ né tránh và sẽ thành ra cái việc là vi phạm ở những cái tuyến đường, vị trí khác. Thì thông qua những cái việc vi phạm của những cái hội nhóm này thì cơ quan chức năng cũng muốn cảnh báo đến người dân là tuyệt đối không được tham gia và tạo lập các cái hội nhóm để mục đích để né tránh cái lực lượng giao thông làm nhiệm vụ. Nó sẽ gây tiềm ẩn những cái nguy hiểm cho người phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Quốc Khánh và Trần Thị Thùy Dương về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần có ứng xử văn minh, phù hợp với các quy định của pháp luật trên môi trường mạng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quảng Trường Giang, sinh năm 1982, trú tại phường 1, thành phố Bạc Liêu, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, tháng 7 năm 2022, Giang thỏa thuận bán cho một người đàn ông trú tại phường 7, thành phố Bạc Liêu 2 thửa đất với số tiền là 4,4 tỷ đồng. Sau khi thống nhất, người này đã chuyển 600 triệu đồng đặt cọc cho Giang. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không làm thủ tục chuyển nhượng mà bỏ đi khỏi địa phương. Phát hiện mình bị lừa và hai thửa đất đặt cọc để mua không phải là của Giang, nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Công an tỉnh Bạc Liêu thông báo, người dân từng có giao dịch mua bán đất hoặc các loại tài sản có giá trị khác, có dấu hiệu nghi vấn thì liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu để tiếp nhận giải quyết. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Đỗ Tuấn Việt, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trần Thanh Tùng, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa là đối tượng Phan Thị Trường Giang, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa là đối tượng Vũ Thị Hải, sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 và 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chế chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.